Nếu quý bà con chúng ta đang mới bắt đầu trồng cây, cần những loại cây dễ trồng, nhanh cho trái và coi như là tay mơ, tay ngang, hoặc là trước giờ mình bị mang một cái niềm tin là tôi là người sát cây á, là trồng một cây nó không lớn á, thì bà con chúng ta nên xem video này. Thì Hoàng Anh sẽ tổng hợp với bà con chúng ta top 5 loại cây dễ trồng, trồng kiểu gì ớt ơ nó vẫn sẽ sống. Và đây cũng là những loại cây có cái trái rất là ngon, bà con trồng chơi, ăn thiệt. Và cũng là những loại cây cái trái nó bán được giá cũng khá là cao, và trong này có một số loại đã được xuất khẩu. Cụ thể đây là Hoàng Anh sẽ đưa mít vào nè, Hoàng Anh sẽ đưa cây gì vào nữa à, cây dừa vào. Hai loại này là hai loại xuất khẩu được và rất là dễ trồng. Vừa trồng để mình bắt đầu mình học hỏi kinh nghiệm trong quá trình khi mình trồng, và đồng thời là mình cũng sẽ có được cái nguồn thu từ cái việc mình học hỏi này luôn. Còn nếu quý bà con nào đơn giản là chúng ta muốn làm xanh mát cho cái khu nhà của mình, cho cái sân thượng của mình, thì bà con chúng ta cũng có thể đến với cái video này. Dĩ nhiên là cây dừa với cây mít là không có trồng ở trong chậu được, bà con nhớ giùm Hoàng Anh nha. Ok. Rồi, bây giờ top 5 loại cây dễ trồng, tay ngang, tay mơ cũng trồng được. Thì đầu tiên Hoàng Anh xin phép mời quý bà con chúng ta đến với cây ổi ruby. Ổi ruby của nhà Welofarm mà con để ý ngay chỗ mấy cái chòi nách á, lúc nào nó cũng có đọt hết. Và cái rễ á, nó ra rất là nhiều, cái rễ nó ra cứng hết trơn nè. Đó bà con thấy cái rễ nè, thậm chí là ở dưới cái phần cây này là cây phôi á, nó ra luôn cả cái mầm, thì bà con chúng ta có thể lại bỏ đi. Và cây này nó rất là cứng, hàng này là Hoàng Anh đang lựa vô để đóng hàng online cho quý bà con chúng ta. Thì cái ổi ruby bà con chúng ta trồng tốt tầm khoảng 6 tháng là bắt đầu có thể cho trái rồi, và cái chất liệu trái của nó rất là ngon, rất giàu vitamin, giàu chất xơ, và đặc biệt nha, có chống oxy hóa rất là tốt mà còn ăn rất là ngon nữa. Vậy thì 6 tháng chúng ta sẽ bắt đầu ôm bông rồi. Hoàng Anh sẽ hướng dẫn quý bà con chúng ta cái cách chăm nó để cho nó phát triển thật là nhanh. Cái thứ hai nữa là trái thiệt là ngon, bà con chúng ta cứ yên tâm nhé. Welofarm không phải chỉ là trồng cây giống không, mà Hoàng Anh lại rất là thực tế ở trong việc hướng dẫn quý bà con chúng ta kỹ thuật trồng bằng những cái loại phân bón hữu cơ hiệu quả cho cây, nhưng là rất tiết kiệm chi phí cho quý bà con. Nếu quý bà con nào mà đang trồng kinh tế thì chắc chắn là sẽ rất quan tâm tới cái khúc mà tiết kiệm chi phí nhưng lại đạt được cái hiệu quả kinh tế cao, đúng không? Ok chưa? Rồi, đầu tiên là ổi ruby ha, bà con thấy cây nào giống như cây đó nè, chồi chiếc đồ, nách lá đồ, ok quá trời luôn nè, thấy không? Còn những cái đơn vị nào thì bà con Hoàng Anh không biết, nhưng đối với Welofarm Hoàng Anh vẫn đảm bảo là đúng giống với cây chất lượng đầu tiên. Cái loại thứ hai đó chính là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm bà con. Cái loại này Hoàng Anh hồi nãy chia sẻ quý bà con chúng ta nè, là không chỉ nó dễ trồng, nhanh trái, mà thằng này lại có cái giá trị kinh tế rất là cao. Nó nằm trong top 2 loại cây có giá trị kinh tế cao và có giá trị xuất khẩu cao luôn. Bên cạnh cây sầu riêng thì cây mít ruột đỏ là một cái loại cây có giá trị kinh tế cao như thế. Giá nó dao động từ 25.000 đồng một ký cho tới 120.000 đồng một ký quý bà con, tùy theo thời điểm chúng ta có trái chín để bán là thời điểm nào. Và như thế thì quý bà con chúng ta thấy nó dễ trồng nè, rồi nó lại nhanh cho trái nè, rồi sao ạ? Nó lại sao nó có giá trị kinh tế cao. Thì quý bà con nào mới bắt đầu trồng, bà con khoan vội tiếp xúc với cây sầu riêng, bà con có thể tiếp xúc với cây mít trước, trồng cây mít trước, sau đó chúng ta sẽ tới sầu riêng ở trong cái giai đoạn tiếp theo. Như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy sao nó dễ hơn cho mình rất là nhiều ha quý bà con ha. Thì chúng ta có thể đến với cây mít. 14 tháng bắt đầu làm bông, Hoàng Anh hướng dẫn làm bông luôn. Hoàng Anh rất rành về làm bông cho cây mít, vì Hoàng Anh đã tiếp xúc rất nhiều vườn, cũng củ khoai, củ chuối, trầy da tróc giải để mà giúp cho rất nhiều vườn ra bông mà rồi, nên là quý bà con chúng ta yên tâm. Rồi thêm gì nữa quý bà con? Và Hoàng Anh sẽ chia sẻ quý bà con chúng ta cái kỹ thuật nuôi trái luôn. Nếu quý bà con nào trồng một cây là bên đội ngũ chuyên viên của Welofarm vẫn hướng dẫn, trồng 1.000 cây, 2.000 cây vẫn được hướng dẫn quý bà con ha, nên quý bà con chúng ta yên tâm. 14 tháng có trái và có giá bán cực kỳ cao luôn, dễ trồng cực kỳ. Nó dễ hơn cả mít Thái luôn nha quý bà con, thằng mít ruột đỏ này nè. Đó là cái cây số 2. Cái cây số 3 hồi nãy là cây táo Thái nha quý bà con. Cây táo Thái thì bà con nào mà trồng cho nó leo vàng, leo ơ gì cũng rất ok nè. Cây táo Thái khi mà Hoàng Anh giao đến quý bà con chúng ta đó là nó đang có bông luôn, nó đang ôm bông luôn, thậm chí có một số cây nó sẽ đậu trái luôn. Nhưng mà Hoàng Anh có một cái lời chia sẻ quý bà con chúng ta là chúng ta nên bỏ cái lứa này đi, để cho khi nào cái cây mình nó lớn, nó thuần thục rồi á, bà con chúng ta hãy bắt đầu cho nó đeo trái. Thì thường á là trồng sinh thái vui á, để 6 tháng chúng ta bắt đầu làm được rồi. Rồi nếu mà chúng ta trồng kinh tế thì khoảng để 1 năm. Thì cái táo Thái này bà con thấy là cái trái táo hơi to bán ngoài chợ, hoặc là vô cái hộp sẵn ở trong siêu thị đó bán 40-50 ngàn một ký. Thì nhiều quý bà con chúng ta, đặc biệt là quý bà con ở Ninh Thuận đã làm rất thành công với mô hình này rồi, là ăn rất là ngon quý bà con và rất nhiều vitamin. Và cái người tiêu dùng ở tại thị trường nội địa người ta cũng rất là thích cái loại này. Thì bà con chúng ta thấy nó rất là dễ trồng. Để trồng cụ thể là sao? Cụ thể là đây đó, Hoàng Anh để trong chậu nó tự ra bông ra trái luôn. Nhưng mà cái này Hoàng Anh nuôi cũng khá là lâu rồi, nuôi cũng phải 8 tháng mới được cái môn phái như vậy nha quý bà con nha. Quý bà con chúng ta tự tin lên. nếu mới bắt đầu trồng sợ cái sợ mình có cái nỗi niềm trong người của mình bị phong ấn là mình trồng cây gì chết cây đó. Thì đến với mấy cái loại cây nãy giờ Hoàng Anh nói lướt qua ba loại rồi đó. Đầu tiên là gì? Ổi ruby nè. Nếu không thích ổi ruby thì chúng ta có thể tới ổi nữ hoàng, ổi lê Đài Loan cũng được. Thứ hai là mít nè, mít ruột đỏ nó dễ trồng hơn mít Thái nha. Cái thứ ba là táo, táo thì Hoàng Anh có táo Thái là dễ trồng nhất nha bà con nha. Rồi loại thứ tư đó lính là dừa. Dừa đây bà con thấy nè, đi hàng liên tục luôn. Đây là mấy anh em đóng hàng online. Dừa nè bà con, chúng ta sẽ thấy đây là dừa sim đỏ Mã Lai nè, hàng đi là đóng bóng tem cho quý bà con chúng ta luôn. Và thường là Hoàng Anh sẽ giao dừa trần. Dừa trần bà con thấy là cái trái Hoàng Anh lựa cái trái dừa giống cũng rất là to, để về quý bà con chúng ta sẽ có một cái trái dừa giống nó khỏe mạnh, nó phát triển cho nó nhanh. Dừa sim đỏ Mã Lai thì nước uống nó rất là ngon, nó rất là thanh quý bà con. Tầm khoảng 18 tháng là cho cái lưỡi mèo đầu tiên. Từ khi lú lưỡi mèo tới khi mà chúng ta có cái buồn để chúng ta uống nước mà ngon ngọt rồi này kia, có cơm có cái đồ nại đồ vui đó thì nó phải mất 6 tháng. Thì cứ mỗi, không phải là tới 6 tháng sau trái dừa nó mới bắt đầu ra cái lưỡi mèo tiếp theo, mà cứ mỗi 18 tới 20 ngày là dừa sim đỏ Mã Lai sẽ cho một cái lưỡi mèo. Như vậy nếu mà chúng ta trồng để chúng ta uống nước trong nhà thì lúc nào cũng có nước để uống. Khách tới là cứ mời nước thiên nhiên rất là giàu dinh dưỡng, rất là giàu chất chống oxy hóa và có tính giải khát cao. Đó chính là trái dừa sim đỏ Mã Lai. Còn nếu bà con trồng kinh tế á, thì bà con chúng ta thấy là lúc nào chúng ta cũng sẽ có thu nhập từ cái trái dừa này hết như quý bà con chúng ta nha. Và chúng ta trồng là đây là loại dừa đang được xuất khẩu mạnh bên cạnh dừa sim lùn ha bà con. Này cái trái nó sẽ ra cái màu đỏ nhưng mà nó rất là sai, tầm khoảng 20 cho tới 30 trái trên một buồng. Nếu bà con chúng ta muốn để cho trái nó to đạt chuẩn xuất khẩu á, thì bà con để tầm khoảng 20 trái thôi nha. Ok ha, dừa là loại thứ tư. Dễ trồng lắm, tay ngang rồi ai có bị phong ấn là sát cây rồi này kia cũng rất hợp lý luôn. Và tiếp theo nữa cây sao bô. Hôm qua Hoàng Anh về nhà ăn mùng 5 tháng 5 với mẹ thì mẹ có trồng một cây sao bô ở ngoài và đang có bông rất nhiều. Đó chính là một cái loại cây rất dễ trồng. Mẹ Hoàng Anh thì cũng là nông dân. Hoàng Anh ba đời làm nông dân rồi mà cũng là cây nông dân nhưng mà lại rất là thích trồng cây. Và mẹ cũng có nhiều thời gian chăm sóc thì mẹ trồng cây sao bô, tại vì chọn nó vì nó dễ trồng và nó nhanh ra hoa và nó có trái quanh năm. Cây sao bô thì tầm khoảng 18 tháng bắt đầu nó sẽ ra bông kết trái mà nó sẽ rất là ngon. Sao bô Mexico thì giá bán trung bình của nó dao động từ 50 tới 80.000 đồng 1kg, tại vườn nó cao hơn so với sao bô lồng mứt rất nhiều quý bà con. Nhưng Hoàng Anh muốn đề cập tới cái mức độ mà dễ trồng của cái trái sao bô này nè, của cây sao bô này nè, là tay mơ tay ngang gì trồng cũng được hết, chỉ cần bà con chúng ta chịu khó tưới dinh dưỡng và quản lý cái đọt dùm Hoàng Anh là coi như ok. Đó thì bà con thấy là 5 cái loại này Hoàng Anh lựa chọn cho quý bà con là 5 cái loại cực kỳ dễ trồng luôn, cực kỳ dễ trồng, nhanh cho thu hoạch như quý bà con nha. Quý bà con chúng ta có thể chọn đó. Đây là cái bãi tập kết để mà quý bà con chúng ta để mua hoa. Hoàng Anh có thể dễ trao đổi quý bà con chúng ta. Còn Hoàng Anh sẽ mời quý bà con chúng ta qua cái khu trưng bày của Welofarm về những cái loại cây này. Đây là khu trưng bày sầu riêng. Bà con thấy sầu riêng đó là ship rất là nhiều để quý bà con chúng ta dễ dàng lựa chọn mua sắm tại Welofarm. Bên này là tiếp tục là sầu riêng, nhưng Hoàng Anh sẽ đi đến cái khu mà chứa ổi ruby cho quý bà con chúng ta cùng nhau tham quan nè. Mít ruột đỏ nè, Hoàng Anh xả nắng ở ngoài luôn nè bà con, thấy nó hấp thu nắng, hấp thu khí trời hết, rất là nắng luôn. Tay Hoàng Anh đưa vô đây nè, một hồi vô nó đang thui thù lù luôn nè, nên là quý bà con chúng ta sẽ thấy là nó rất là chân thật đó. Mít ruột đỏ Hoàng Anh nuôi cái lô này cho nó lớn lên để bà con chúng ta về bà con chúng ta trồng mà nó không có bị sợ xỉu nè. Con này là mít mơ. Hoàng Anh thấy mít mơ nó cũng là một loại dễ trồng đó, nhưng mà để có giá trị kinh tế cao thì Hoàng Anh lại lựa chọn cho quý bà con chúng ta là cây mít ruột đỏ. Đây là cái khu vực mà Hoàng Anh để cây đó, mít thì để rất là nhiều. Để Hoàng Anh coi coi là ổi ruby bên kia kìa, ổi ruby thì bên này. Đấy, ổi ruby thì bên này quý bà con chúng ta có thể là tham quan ổi ruby. Đó, trời ơi, bây giờ là cây coi như là tới cái mùa cây là Hoàng Anh bận dữ lắm luôn. Coi như là cây cối sùm luôn. Đó, ổi ruby bà con thấy ha. Này là ổi ruby để rất là nhiều để quý bà con chúng ta tiện mua sắm nè. Ổi ruby này bà con thấy nó ra đọt hết trơn nè, thấy không? Cây nào cũng như cây đó rất đẹp. Về phải thay bầu chứ không phải là hàng tươi, giống như là những cái đơn vị bên ngoài người ta bán giá rẻ quý bà con chúng ta, rồi hàng đó hàng mới cáo cạnh luôn, về là xỉu luôn. Đây là nhãn tím nè bà con thấy ha, nhãn tím rất là đẹp nhưng mà nãy Hoàng Anh cũng không liệt kê nó vào, tại vì này là thuộc cây phong thủy. Đó, rất là nhiều cái mặt hàng cây ở tại Welofarm. Đây là trong vườn Hoàng Anh mới vừa vận chuyển ra nè quý bà con nè, vừa vận chuyển ra để quý bà con chúng ta gọi là dễ quan sát được cái mô hình hoạt động của Welofarm. Đấy bà con thấy ha. Ơi, giới thiệu luôn cây nhãn tím ngang trái luôn. Quý bà con nào mà alo sớm là Rồi anh làm gãy cái nhánh nó rồi, cây này đưa vô dưỡng luôn. Cái nhãn lông tím nó rất là dễ, nó rất là dễ ra bông gì bà con, mà cái lá nó tím là rất là đẹp, rất là cưng, rất là dễ thương. Nên là nếu quý bà con chúng ta có trái luôn, nếu quý bà con chúng ta cần một loại cây phong thủy thì đến loại này. Còn cái top 5 mà cái loại cây mà dễ trồng, ai mà bị phong ấn, ai là người mới trồng á, thì bà con chúng ta đến với Hoàng Anh. Thứ nhất là cây gì bà con? Cây ổi ruby. Thứ hai là cây mít ruột đỏ. Thứ ba cây gì ạ? Cây táo thái trái xanh. Cái thứ tư là cây sabo Mexico. Và cái thứ năm là dừa sim đỏ Malai. Những loại cây này vừa làm sinh thái được, vừa làm kinh tế được, rất là ok nhá bà con nhá. Còn cây ở tại Welofarm thì muôn vàng, nên quý bà con nào cần thì chúng ta ới một cái là sẽ có những cái loại cây rất là phù hợp với cái nhu cầu của bà con. Và đặc biệt là Welofarm còn hỗ trợ quý bà con chúng ta cái tư vấn cái danh mục nữa, chứ không phải là bà con mua cây A là Hoàng Anh giao cây A ha, phải tư vấn cái danh mục phù hợp cho quý bà con của chúng ta nha. Rồi nếu quý bà con còn yêu thích loại nào nữa, bà con nào đã thành công với cái mô hình mà trồng cây cho người mới bắt đầu, chọn được những cái loại cây rất dễ, thì bà con chúng ta có thể là comment dưới này dùm Hoàng Anh, để Hoàng Anh được biết thêm là bà con chúng ta đã có những cái kỹ năng rất là cao, đã vượt cạn như thế nào thành công với cái mô hình đầu tiên mình trồng cây ở tại cái vườn của mình, để Hoàng Anh cùng chia vui với bà con chúng ta và giúp nhiều quý bà con khác là tiếp thêm sự tự tin như quý bà con. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.